Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái khái niệm rất là quan trọng khi bạn làm dự án trong Revit cũng như khi bạn muốn triển khai các hệ thống bản vẽ kỹ thuật, đấy chính là về view. Nội dung bài học sẽ bao gồm giới thiệu cho các bạn về view dự án là gì, sự quan trọng của view dự án với việc triển khai các bản vẽ và các điều cần biết về tạo dựng và quản lý view dự án trong Revit. Các bạn có thể thấy đây là một cái mô hình dự án rất là cơ bản, rất là đơn giản mà các bạn có thể mở rất là dễ dàng trong Revit. Để mở cái file dự án này thì các bạn vào chữ R, các bạn vào Open, các bạn chọn Sample File và các bạn chọn cái file đó là RAC Basic Sample Project. Đây là một cái file mẫu của hãng Autodesk. Mình dựa trên file này để dạy, như mình nói, để chúng ta có thể học trên những kiến thức rất là chuẩn từ Autodesk rồi. Ok, thì các bạn biết là kết thúc cái quá trình dựng hình của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái mô hình của công trình đó như thế này. Một mô hình với đầy đủ các thông tin, từ các thông tin về đối tượng như là tường, trần, sàn, mái, các thông tin liên quan đến 2D như là lưới cột, đim, lưới cột này, hay là các cao độ, hay là các cái đối tượng mà chúng ta có thể gọi chung là một cái mô hình dự án về mang tính về 3D nhiều hơn. Tuy nhiên bước vào cái giai đoạn triển khai ấy thì các bạn phải biến cái mô hình 3D này thành các cái bản vẽ kỹ thuật. Và để biến được các bản vẽ kỹ thuật thì như mình nói, cái bước 1 mà chúng ta đã đề cập trong cái chương 1 đấy là các bạn phải chỉnh sửa qua một chút về cái mô hình của chúng ta để làm sao nó phù hợp với một mô hình để triển khai bản vẽ. Lưu ý các bạn là mô hình để triển khai bản vẽ khác với mô hình dựng hình nhé. Bên triển khai bản vẽ chúng ta sẽ phải cần tùy chỉnh một số các cái yếu tố liên quan thuộc tính của các đối tượng để nó có thể triển khai ra được đúng các cái bản vẽ như chúng ta mong muốn. Và bước 2 đó là các bạn sẽ cần phải tạo ra các view, đúng không ạ? View là cái gì? View về các bạn có hiểu, đấy chính là những cái hệ thống khung nhìn của dự án. Khung nhìn của dự án. Ví dụ như các bạn, cái dự án chúng ta là một cái công trình như này thì các bạn sẽ cần phải những cái khung nhìn như là mặt bằng tầng 1, mặt bằng tầng 2, mặt bằng tầng 3, hay là các mặt đứng, hay là các mặt cắt, hay là các cái mặt hình chi tiết để các bạn có thể biến nó thành các cái bản vẽ kỹ thuật. Đấy chính là các view. Thì các bạn có thể thấy này, ví dụ như là một cái file dự án này, sau khi chúng ta hoàn thành một cái dự hình như này thì các bạn phải cần những cái view như này, ví dụ các view mặt bằng định vị, mặt bằng tầng hầm, mặt bằng kiến trúc, mặt bằng lát sàn, các chi tiết ban công, hay là các chi tiết về mặt bằng chống thấm, vân vân. Và với mỗi cái tiêu đề cái mặt bằng này hay là cái tiêu đề này thì các bạn phải có một view để hiển thị nội dung của chúng, đúng không ạ? Ví dụ đây mình sẽ cho các bạn xem một cái file này. Ví dụ như một cái dự án thì nó phải cần những cái hệ thống bản vẽ như thế này. Đây, ví dụ đây là một cái trang thống kê về bản vẽ. Các bạn thấy không? Có mặt bằng tầng, mặt bằng chi tiết, các mặt cắt, vân vân. Dạ, thì đây mỗi cái như thế này người ta gọi là một view. Tất nhiên cái view này nó đã được đặt trong các khổ giấy, các khung giấy, sheet giấy rồi thì nó sẽ thành các bản vẽ. Các bạn thấy đây, đây, ví dụ đây là mặt bằng tổng thể. Thì đây là một cái view bạn này. Một cái nhỏ này là một cái view. Đây nhá, một cái nhỏ này là một cái view. Hay là đây, mặt bằng tầng hầm thì một cái này là cái view. Tất nhiên như mình nói, nó đã được đặt trong khung tên thì nó thành một cái tờ bản vẽ, nhưng phía trong cái khung tên này chính là các view. Đấy, mặt bằng tầng 1, mặt bằng tầng mái, mặt bằng đứng, mặt cắt. Đấy, mặt cắt này, mặt đứng này, hay các mặt phần chi tiết này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là các view. Đấy, mỗi cái nhỏ nhỏ này là một cái view các bạn nhé. Và các bạn sẽ thấy nó sẽ có rất nhiều các loại view, từ view mặt bằng này. Ví dụ đây là mặt bằng thì mặt bằng nó sẽ phân ra rất nhiều loại mặt bằng. Các bạn thấy đây, như là mặt bằng tầng hầm này, mặt bằng tầng nhá, hay là các mặt bằng liên quan đến nội thất này, hay là mặt bằng liên quan chống thấm này, hay các bạn có thể có các mặt bằng định vị tường này, định vị cửa này, vân vân. Nói chung là mặt bằng, đấy là loại view đầu tiên. Và view thứ hai là các view liên quan đến mặt đứng, bao gồm mặt đứng công trình này, hay là các mặt đứng chi tiết của các cái phần bên trong nội thất của công trình, như là mặt đứng tường của phòng vệ sinh, rồi mặt đứng tường của phòng khách, thì nói chung là mặt đứng. Rồi chúng ta sẽ cần các cái view về mặt cắt. Đấy, các view mặt cắt bao gồm các mặt cắt về lớn, hay là các mặt cắt về chi tiết. Rồi những cái trích chi tiết của các cái từ các cái view lớn đấy thì người ta gọi là cone out. Thì đây mình sẽ cho bạn hiểu cái cone out này. Đây các bạn có thể thấy một cái ô này, người ta trích nó ra thì người ta gọi là cái cone out. Từ một cái ô trích này người ta sẽ phóng to nó ra với cái tỷ lệ nó cao,
cao hơn với tỷ lệ này đang tỷ lệ 1/75, thì người ta phóng to ra với tỷ lệ 1/50 hoặc 1/20 hoặc 1/10 thì người ta gọi các cone out. Đây các bạn có thể thấy các cái cone out trong các mặt cắt. Đấy, trong các mặt cắt. Được chưa? Đấy. Thì gọi là các cái cone out. Ngoài ra trong Revit người ta cũng cần những cái view 3D như là các view này. Đấy, hay là các cái view phối cảnh. Đây, cái view này cũng gọi là cái view 3D. Đấy. Được chưa? Đấy. Hay là các cái view liên quan đến các bạn thấy này, ví dụ ở trong Revit người ta cũng có những cái liên quan, ví dụ như các bạn có thể đưa những cái bản vẽ bên ngoài vào để các bạn triển khai, mặc dù các bạn không dựng trong Revit thì người ta có thể gọi các bản vẽ đấy là các bản vẽ drafting view. Ví dụ như các bạn mà có ví dụ mình sẽ tìm một cái bản vẽ nó có nhá, các bạn chờ một lát. Đây, ví dụ như trong Revit các bạn không muốn dựng cái này mà các bạn đã có sẵn cái chi tiết này trong CAD rồi thì các bạn có thể đưa nó vào trong Revit bằng cách các bạn tạo ra những cái view gọi là drafting view. Đấy, thì cái này thì sau này các bạn học mình cũng sẽ hướng dẫn. Đấy, thấy chưa? Và việc các bạn tạo ra được những cái view như này rồi, sau đấy thì các bạn sẽ có thể sử dụng các cái công cụ liên quan đến chú thích như là dim, như là text, như là tag để làm chi tiết cái bản vẽ này lên, thì người ta gọi hoạt động đấy gọi là hoạt động triển khai bản vẽ kỹ thuật. Thấy chưa? Nghĩa là về cơ bản các bạn sẽ tạo ra những cái view với những cấp độ này, với các thể loại view khác nhau, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, với những cấp độ khác nhau, với những cái tỷ lệ khác nhau để làm rõ các chi tiết mà chúng ta cần phải có để người thợ thi công họ có thể thi công được, thì đấy gọi là việc tạo ra view, quản lý view. Ngoài ra với Revit ấy thì các bạn thấy này, ví dụ cái file dự án này thì người ta cũng sẽ cần những cái công cụ để quản lý các hệ thống view. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây rõ hơn. Đây, người ta sẽ phân ra ví dụ view chi tiết vệ sinh, view mặt bằng, mặt đứng vậy. Đây là view mặt bằng định vị cửa, hay là view mặt bằng kiến trúc, mặt bằng lát sàn, mặt bằng nội thất, mặt bằng tường xây, hay là các liên quan 3D nội thất, 3D ngoại thất, 3D tổng, hay là liên quan đến chi tiết mặt đứng công trình, hay là mặt đứng chi tiết. Đây các bạn thấy, người ta sẽ cần phải quản lý những cái view như thế này để làm sao khi chúng ta đưa vào các hệ thống bản vẽ thì nó tiện lợi nhất, và cũng như là cách để chúng ta để phân ra các cái nhóm công việc. Ví dụ các bạn Tuấn làm hạng mục này, bạn Sơn làm hạng mục này, thì cái này cũng là một kiến thức quan trọng liên quan đến quản lý view, quản lý bố trí các hệ thống view. Và cái quan trọng nữa về view đó là mỗi view nó sẽ có những cái thuộc tính khác nhau. Ví dụ các bạn thấy đây, những cái view ví dụ như cùng mặt bằng, thì ví dụ mặt bằng trần thì người ta sẽ thấy các đối tượng liên quan đến trần đấy, hay là các view liên quan đến, các bạn thấy là ví dụ mặt bằng tầng thì các bạn sẽ không thấy kiến trúc đâu cả, không thấy đồ nội thất đâu cả, mà chỉ liên quan đến các kích thước đấy. Hay là ví dụ mặt bằng lát sàn, đây mặt bằng lát sàn thì người ta sẽ bố trí rất là rõ các biểu tượng của sàn, như là viên gạch lát ở đâu. Đây mình sẽ zoom to ra các bạn xem, các bạn thấy không, viên gạch lát chuẩn ở đâu, kích thước bao nhiêu, lát cái gì đấy. Hay là mặt bằng chống thấm đấy, các bạn thấy mặt bằng chống thấm thì người ta sẽ bố trí những cái đối tượng, những cái chú thích liên quan chống thấm. Tức là mỗi cái view, một cái view mà họ tạo ra, các bạn sẽ cần quản lý, hiển thị, thiết lập cho những cái nội dung liên quan đến view đấy. Thấy chưa? Chưa? Thì đấy là những cái liên quan đến view. Thì trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tạo dựng các cái view như mình nói, các view mặt bằng, các view mặt đứng, các view cắt, các view trích chi tiết, các view cone out, các view drafting view, các view 3D. Đấy, để làm sao tạo ra được hệ thống view rất là đa dạng để chúng ta có thể triển khai một bản vẽ kỹ thuật. Sau đấy thì mình hướng dẫn các bạn quản lý cái thanh Project Browser, quản lý các thanh Project Browser. Thường thì các bạn khi dùng Revit, các bạn cái thanh này nó rất là lộn xộn. Đấy, mình sẽ giúp các bạn quản lý cái thanh này. Và cuối cùng các bạn sẽ được hướng dẫn thiết lập các cái yếu tố liên quan đến các view, được chưa? Để quản lý thuộc tính của các view, được chưa? Thì đấy chính là nội dung học của chương này các bạn nhé. Như vậy thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn nắm được các vấn đề về view khi triển khai bản vẽ kỹ thuật, và nắm được các nội dung học của chương 2 và một số thông tin liên quan đến các chương tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo.